Công Phượng trở lại đúng thời điểm. Huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ có thêm sự lựa chọn tốt nhất cho hàng công với sự trở lại của Công Phượng sau khi Tiến Linh và Phan Văn Đức gây thất vọng. Chứng kiến màn trình diễn của Nguyễn Tiến Linh và Phan Văn Đức ở hai trận đấu liên tiếp thua Ả Rập Saudi 1-3 và thua Úc 0-1, cái tên Nguyễn Công Phượng lại được nhiều người nhắc đến. Sáng mùng 8 tháng 9, Liên đoàn bóng đá Việt Nam xác nhận Công Phượng đã có mặt tại Hà Nội để chuẩn bị hội quân ở giai đoạn tiếp theo của tuyển Việt Nam, chuẩn bị cho hai trận gặp Trung Quốc và Oman trong tháng 10. Công Phượng sẽ có một tuần tập cùng các cầu thủ U22 Việt Nam trong lúc chờ những đồng đội ở tuyển Việt Nam hội quân trở lại vào ngày 16 tháng 9. Huấn luyện viên Park Hang-seo cho phép các cầu thủ ở Hà Nội được về nhà nghỉ ngơi, trong khi nhóm cầu thủ không có gia đình ở Hà Nội sẽ ở lại khách sạn nhưng được miễn tập luyện trong một tuần. Việc Công Phượng tranh thủ tập luyện với U22 Việt Nam sẽ giúp tiền đạo của Hoàng Anh Gia Lai nhanh chóng bắt nhịp và sẵn sàng bước vào phần tập chuyên môn khi tái ngộ thầy cho huấn luyện viên Park Hang-seo. Sự trở lại của Công Phượng mang đến những tín hiệu vui cho hàng công tuyển Việt Nam sau khi các chân sút của huấn luyện viên Park Hang-seo chưa mang lại hiệu quả. Ngoại trừ Quang Hải có một tình huống lập công vào lưới Ả Rập Saudi, những chân sút được kỳ vọng khác như Tiến Linh, Văn Toàn, Đức Trinh, đặc biệt là Phan Văn Đức, khiến người hâm mộ đặt câu hỏi liệu huấn luyện viên Park Hang-seo có quá bảo thủ khi 5 trận liên tiếp Văn Đức chỉ là cái bóng của mình nhưng vẫn được đá chính hay không. Điểm lại trận đấu mới nhất với Úc, phút thứ 8, Phan Văn Đức là người có tình huống khống chế bóng lỗi, vô tình tạo thành đường kiến tạo cho đồng đội Quang Hải có cơ hội dứt điểm khá nguy hiểm. Phút 61, trước thời điểm bị huấn luyện viên Park Hang-seo rút khỏi sân, Văn Đức tung cú sút xa nhưng bóng đi thẳng vào vị trí của thủ môn Matthew Ryan. Dù nỗ lực hỗ trợ phòng ngự hơn nhiều so với trận thua Ả Rập Saudi, tiền vệ xứ Nghệ vẫn bị đánh giá là mờ nhạt trong bộ ba yêu thích của huấn luyện viên Park Hang-seo ở hàng tấn công của tuyển Việt Nam bên cạnh Tiến Linh và Quang Hải. Chơi khá hơn Văn Đức, Tiến Linh có đường chuyền bóng thuận lợi cho đồng đội Hồng Duy có hai tình huống dứt điểm liên tiếp ở phút 26. Trong đó cú sút đầu tiên bóng chạm tay hậu vệ Hyan Gran nhưng sau khi xem VAR, trọng tài không cho tuyển Việt Nam được hưởng 11m. Tiến Linh dù có thể hình tốt nhất trong nhóm tiền đạo đội tuyển Việt Nam nhưng vẫn không thắng nổi các trung vệ cao lớn và đẳng cấp cao hơn đến từ những đội bóng mạnh nhất châu lục như Ả Rập Saudi hay Úc. Công Phượng không có ưu thế về thể hình như Tiến Linh, không chơi đơn giản như Phan Văn Đức nhưng chân sút này lại nhiều kinh nghiệm đối phó với những hậu vệ có thể hình cao lớn nhờ sở trường đi bóng lắt léo, mẫu tiền đạo có khả năng giữ bóng để kéo giãn hàng thủ đối phương, đồng thời mạnh dạn dứt điểm khi có khoảng trống dường như là điều mà tuyển Việt Nam đang thiếu sau hai trận đấu mở màn bảng B. Với sự trở lại của Công Phượng cộng thêm những tín hiệu lạc quan khi Văn Toàn có mặt trên sân, huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ có thêm những lựa chọn để tính toán đến mục tiêu giành điểm đầu tiên trước Trung Quốc và Oman. Thành